Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ hai mùa vọng, ngày 10 tháng 12 năm 2021. Lòng thương xót Chúa bao la, dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi, cuộc đời là bể dâu, khổ đau cùng thân vọng chán trường, con tìm được đâu chốn tựa nương ngoài lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dâng sao trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ hai mùa vọng, ngày 10 tháng 12 năm 2021, ngày thứ 13 trong 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng với chủ đề ánh sao cho kẻ khó nghèo. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu chúng ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu, khẩn nài lòng thương xót Chúa đoái thương đến các tội nhân. Chúa nói lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi được ơn sám hối quay trở lại. Ta đặc biệt nhớ đến những anh chị em đang dính vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục. Xin Chúa đoái thương cho những anh chị em ấy được mau quay về với lòng thương xót Chúa, đặc biệt là trong mùa vọng này. Anh chị em dâng những ngày tĩnh tâm này để cầu nguyện cho những người thân của mình đang dính vào những tệ nạn xã hội, có những người đang bị khủng hoảng về tinh thần, lung lạc hoặc là mất niềm tin. Mỗi người được mời gọi trở thành ánh sao để đưa những người tội lỗi quay về với lòng thương xót Chúa, ánh sao cho kẻ khó nghèo, cho người tội lỗi. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Isaiah chương 48 từ câu 17 đến câu 19. Isaiah 48, 17 đến 19. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa đấng cứu chuộc ngươi, Đức Thánh của Israel phán thế này: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đấng dạy ngươi những điều bổ ích, đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi. Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của ta, thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông. Sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cái ngươi sinh ra sẽ hằng hà sa số. Tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao giờ bị hủy diệt, chẳng bao giờ bị xóa bỏ khỏi mắt ta. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa, ai theo Ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. Phục thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thu với lề luật Chúa, nhầm đi nhầm lại suốt đêm ngày. Lạy Chúa, ai theo Ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa lá hoa qua trô sinh. Cành la chẳng khi nào tàn tạ,
người như thế làm chi cũng sẽ thành. Lạy Chúa, ai theo Ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. Ác nhân đâu được vậy, chúng khác nào vo trâu gió thổi bay. Vì Chúa hằng che chở néo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Lạy Chúa, ai theo Ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. Hallelujah, hallelujah. Chúa ngự đến, anh em hãy ra nghênh đón Người. Chính Người là Hoàng tử ban bình an. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 11 câu 16 đến câu 19. Matthew 11 16 đến 19. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo: Ông ta bị quỷ ám. Con Người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo: Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, các bạn có hay coi phim không? Bảo thưa cha, giờ Covid nằm nhà biết làm gì, coi phim cho đỡ buồn. Thì lâu lâu tôi mệt thì cũng coi phim. Coi những bộ phim hành động chẳng hạn. Thì ta thấy là phải công nhận đạo diễn họ hay thật đấy. Họ chọn những vai mà vai chính, những người mặt nó khôi ngô, nó nhìn thấy nó đạo đức, đạo mạo, nhìn thấy nó dễ thương. Còn họ chọn những cái vai mà vai ác, vai phản diện. Chúa, tôi nhìn nó mặt nó kinh thế, biết nhìn thấy nó gian, mắt hí, xong rồi liếc liếc, xong rồi mấy bà miệng nhìn thấy nó thấy ác lòi ra liệt. Nhưng mà khổ nỗi cứ thấy ác nó thắng. Rồi những người thiện thì cứ bị thua thiệt, cứ bị áp bức, chà đạp, bất công. Còn những thằng mà nó gian ác, nó cứ hả hê, nó cười. Biết là đóng phim ấy, biết là không có thật ấy. Nhưng mà nhiều lúc mình đạo diễn này, xong để trong này nó bị chết. Như là nó đoạn kết chẳng hạn, trời, hai người yêu nhau cùng thắng được kẻ thù, nhưng mà kẻ thù nó cũng bắn chết người yêu. Rồi anh chàng đó ôm sát người yêu, đã trả được thù nhưng mà người yêu chết. Trời ơi, xong để cho hai đứa nó sống, nó yêu nhau, nó lấy nhau đi. Sao để cho mấy cái phim chuyên môn, nhất là phim kiếm hiệp, chuyên môn đoạn kết là cứ chết gần chết mòn này. Cuối cùng may là vai chính thì sống sót, mà bố chết, vợ chết, người yêu chết, chết. Cũng giết được kẻ thù mà cũng chết hết. Mà đang lúc diễn, tôi có anh bạn trước đi coi cái kịch Hoàng Thái Thanh, đó kịch hay, đang coi thấy tôi nhìn mũ sao kỳ này, có ai nó khóc đây này. Nhìn thấy anh ta đang lau nước mắt, nó ngồi sụt sùi. Bảo cái gì vậy? Giêsu bố, thường nó quá, tội nghiệp nó quá, Giêsu nó khổ quá. Anh khóc rất là ngon, khóc như thật vậy. Mình cũng thấy xúc động thật, phải công nhận là những đạo diễn hoặc những diễn viên họ đóng hay, nhập vai. Họ cho thấy, mình biết rằng là cuối cùng thì cái ác cũng bị tiêu diệt thôi. Cuối cùng thì những người thiện, những người tốt lành thì cũng sẽ được những điều may lành thôi. Nhưng mà để mà đi đến cái đoạn kết đó, có khi nó dài tới mấy chục tập. Mà cứ tới tập này sắp ngon ngon thì lại cho đi tù.
thì sắp ngon ngon thì lại bị đụng xe. Ê, sắp ngon ngon lại cái thằng ác đâu nó lòi lòi xuất hiện nên nó bắt được quả tang rồi nó bắn để bị thương vân vân. Rồi nó hành hạ đủ thứ chuyện. Nhiều khi mình thấy đạo diễn nó làm cho mình nhập vào trong những cái tấn tuồng, những cái bi thương, bi hài đó. Anh chị em nghe đáp ca hôm nay, ngày thứ tư, sáu sau chủ nhật thứ hai Mùa Vọng, Thanh Vịnh. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước theo đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng. Anh chị em coi phim hay đọc truyện, những người mà chống lại nó thì sao? Chết chắc. Không nhập bọn với đứa ác, không đi theo đường tội lỗi, không nhập với phường ngạo mạn kiêu căng là chỉ có chết. Nó nói là bánh xe đang quay, mà đi ngược lại là bánh xe nó nghiền nát. Phúc thay những người như thế. Mà nhìn thấy có phúc gì đâu. Tội quá mà làm tốt lành như thế. Có nhiều biết là kịch, biết là phim, biết là chuyện đấy, nhưng mà tội nó quá đi sao để nó vậy. Ai để? Đạo diễn chứ ai? Ai để? Người viết tiểu thuyết chứ ai? Những văn sĩ, những người làm thơ. Mà không vậy thì không hay. Không vậy thì không hay. Nhưng vui thú với lề luật Chúa và nhẩm đi nhắc lại suốt đêm ngày. Những người vui với luật Chúa, nhẩm đi nhắc lại suốt đêm ngày là những người có phúc. Vì họ không nghe theo bọn ác nhân mà nghe theo lời Chúa. Không đi vào đường quân tội lỗi mà đi vào đường của Chúa. Không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng mà nhập với những người con cái Chúa. Những người đi theo con đường lòng thương xót Chúa. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa lá trổ sinh, hoa quả trổ sinh. Cành lá chẳng khi nào tàn tạ, người như thế làm chi cũng sẽ thành. Thành đây là trước mặt Chúa đó, làm theo ý Chúa là cái thành, chứ không phải là thành công trước mặt thế gian. Mình coi thấy rõ ràng những người ác thì nó thành công mà, có phải không? Nó giàu có mà, nó có quyền mà, sinh sát. Còn những người mà thật thà, những người hiền thấp cổ bé miệng thì bị áp bức, bị thua thiệt, thế thành công gì đâu. Nhưng mà là thành công theo thánh ý của Chúa, làm theo ý Chúa gọi là thành công. Ác nhân đâu được như vậy, chẳng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. Đoạn kết thế đầu đạo diễn cho mấy anh ác chết mà tôi biết như thế, mà chờ tới cái đoạn kết đó sao nó lâu thế. Có nhiều khi tôi sốt ruột quá. Ví dụ như là Luật Giang Hồ tập cuối, bấm luôn tập cuối coi trước cho nó xong rồi quay ngược lại, nó đỡ sốt ruột. Ví dụ khi chúng ta đang sống trong tập mấy thì không biết, nói cha bây giờ cha tới tập cuối cha không biết. Với đường lòng thương xót Chúa, giống như là nó đi hồi nó bảo cha chặng đường thế giá này mấy rồi, đếm làm gì, bao giờ tới chặng 14 còn lâu. Không biết chặng 14 nữa, khi còn 14A, 14B, 14C nữa chứ đâu phải không đâu. Những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa bảo cha sao mà quá tam ba bận mà cha cứ làm hết chỗ này thì bị dập, hết chỗ kia thì bị dập, hết chỗ này bị dập rồi có làm đâu. Bảo làm chứ. Mà làm bị dập có làm không? Làm chứ. Mà làm cái gì? Làm theo ý Chúa mà. Đâu làm theo ý mình đâu. Ý mình là nghỉ, khỏe. Amen, tắt đèn đi, ngủ. Đi, amen, tắt đèn, đi ra ngoài đường làm tiếp. Thưa anh chị em, ác nhân đâu được như vậy. Chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Biết là như thế, nhưng mà bao giờ đến đoạn kết, bao giờ ác nhân đến chỗ diệt vong, chẳng thấy gì cả, càng thấy cái bành trướng hết chiếm biển Đông sang biển Tây, hết xâm lấn thị trường
Việt Nam được quốc tế nó càng ngày nó bành trướng ra. Giờ người ta còn bảo nó là cái nước giàu nhất thế giới. Bao giờ diệt vong? Trời ơi, chưa đến tập cuối mà. Bao giờ tập cuối? Hỏi đạo diễn hỏi tôi sao biết? Đạo diễn bao giờ tập cuối? Có hay đi nào đoạn kết thì biết. Chúa của chúng ta là đạo diễn. Mọi cái Chúa nói với Faustina nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ta cho phép nó xảy đến như thế nào thì nó mới được xảy đến như thế. Chứ không phải là Chúa ơi, Chúa đâu mất rồi, để cho sự giữ nó lộng hành quá. Không, có ta đây. Vì sao? Chúa nói Faustina và nói với mỗi người chúng ta là giờ của lòng thương xót. Đây là giờ của lòng thương xót. Và chưa đến tập cuối là vì Chúa khoan giãn ra. Đáng lẽ là tới tập 40 là kết rồi. Nhưng mà nếu mà kết như vậy thì tội nghiệp quá, thằng gian ác bao giờ nó mới được ơn quay trở về. Thôi, kéo thêm vài tập nữa để cho thằng gian ác cuối cùng nó mới nghĩ lại, nó mới suy nghĩ rồi, nó mới thế này kia. Để đoạn kết là không thằng nào bị tiêu diệt hết, gian với ác đều bắt tay nhau và đón nhận ơn phúc trên cao. Đó, đạo diễn sắp xếp như thế. Nhưng mà những cái tình tiết xong rồi hơi căng này nha, khó rồi nha. Nhiều khi tôi ngồi tôi đoán cái tập tới ở đường này nó làm sao ta. Lúc anh chị em cái lúc cảnh mà nó bị đánh đập rồi tất cả không còn ai, không còn một cái niềm hy vọng nào để mà cứu hết. Kẻ thù vây kín chung quanh, cả tiểu đội lính cầm súng như thế này, còn kia ba cái võ tay không với lại cái liềm với búa thì làm được cái gì? Sẽ tăng thiết giáp đây. Đạo diễn có cách nào mà cứu nó không? Mình biết là này nó không bị chết đâu, mà nó chết thì hết phim vai chính mà. Mà ông cứu bằng cách nào đây? Cái tài của đạo diễn là chỗ đó. Tài của đạo diễn là hãy đợi đấy. Ôi, khi tôi nhắm mắt lại, nó đưa tay nó bóp cò súng thì 99,9% là chết chứ còn cách nào được. Vừa thấy nó bắn cái bùm một phát, tôi mở mắt ra, không phải nó chết mà cái thằng bắn chết. Hóa ra là con tay bắn tỉa nó đấp đâu đó, tới giờ phút cuối nó mới xuất hiện nó cứu này. Rồi cứu xong nó cũng chạy mất. Với người mà được cứu không biết là ai cứu mình nữa. Đó. Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta đang làm những câu chuyện như thế. Bài đọc một sách Ngôn Sứ Gia nói: Đức Chúa đấng cứu chuộc ngươi, Đức Thánh của Israel phán thế này: Ta là Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, đấng dạy ngươi những điều bổ ích, đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi. Chúng ta bây giờ gặp nhiều thầy dùi lắm thưa anh chị em. Toàn thầy dùi thôi, toàn thầy bói mò thôi, dạy ta những điều tưởng rằng bổ ích nhưng mà toàn là hại không. Chúa nói có nhiều tiên tri giả xuất hiện, nói nghe thì ngon lắm. Bây giờ nhiều gia đình khốn khổ vì cái đạo mẹ Chúa Trời giờ vẫn lộng hành, vì đạo nhà của cha, mẹ của cha, không những ở Việt Nam mà gì sang cả Mỹ. Mà những người đó chả biết ất giáp ở Việt Nam như thế nào, chỉ coi những cái video thôi. Bây giờ cũng lập cái nhóm mình tin vào đó, rồi mỗi ngày cứ mở đó rồi nghe say mê. Trong khi đó lời của Chúa thì không nghe, đứng dạy ngươi những điều bổ ích thì không nghe. Ngày xưa mẹ tôi mắng, mẹ dạy thì không nghe, cứ nghe đông đồng ra đứng đường. Toàn là nghe bạn bè rủ rê, chơi bời, nghịch ngợm phá phách. Bố mẹ dạy thì không nghe, nghe đông đồng, nghe đứng đường. Mà nếu mà tôi mà không nghe lời bố mẹ chắc giờ này thì không ngồi đây được nữa rồi. Thế thì thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta tĩnh tâm để anh chị em lắng tâm hồn mình lại coi tôi đang nghe theo sự hướng dẫn của ai. Đấng dạy ngươi những điều bổ ích, đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi. Ai đang hướng dẫn đời tôi? Tôi đang nghe theo sự chỉ dạy của ai? Thôi mày ơi, đừng có dạy mày đi vào con đường lòng thương xót Chúa làm chi. Theo ông cha Long làm chi cho nó mệt. Ông bị bao nhiêu người nói này nói kia.
rồi đi có được ích lợi gì đâu. Đừng có dạy dột thì đi ăn cơm nhà vác ra tù và hàng tổng, không được ích lợi gì hết. Bao nhiêu người nói vậy, tôi có nghe theo những lời đó hay không? Trời ơi, bà làm ăn như bà thì bao giờ mới có lời gì, sao mà sống? Thế sao bà làm gì mà bà cũng bán heo như tôi, sao bà lợi dữ vậy? Có cách chứ. Sao vậy? May con heo này mấy ký? Heo nhà tôi hôm giờ nuôi quá trời, nuôi được 56 ký. Mai bà muốn bán bao nhiêu ký thì nó 56 ký, bán 56 ký. Để tôi chỉ cho. Biết làm gì không? Mai sắp tới giờ cần bơm nước vào, bơm hơi vào, heo nó nặng ký lên. Ủa, heo qua tôi cân 56 giờ lên 65. Đó, vậy đó. Thưa anh chị em, bây giờ mình nghe sau hướng dẫn của thế gian được nhiều cái lợi lắm. Đi tu cũng vậy hay gì? Muốn lên được khấn không? Muốn được chịu chức không? Chịu khó. Nghe đây, chỉ cho mà biết. Cục dù lại, bây giờ nói gì cũng vâng hết, đừng có cãi. Trong lòng không phục mà khẩu phục, cứ miệng cứ vâng đi. Khẩu phục mà tâm không phục thì cứ giữ cái tâm yên đó, miệng cứ vâng đi. Dạ, dạ, vâng ạ, dạ vâng ạ. Cứ ráng đi nhá. Thì cũng cứ khen người ta đi, người bề trên mình. Giê-xu nhất rồi, Chúa tôi đẹp quá, hay quá, Giê-xu cha giảng. Ôi Giê-xu bề trên giảng, cứ khen, mất mát gì. Cứ dạy mồm dạy miệng hơi tí là cứ thích nói thật, nói thẳng, thua thiệt thôi. Có mấy linh lẹo đó, khấn đó, trụ chức ầm 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 đó. Giờ nhà cao cửa rộng, vinh hoa phú quý đủ hết. Nghe không? Nhớ chỉ cho biết nữa nha, cái chiêu đấy. Đấy thưa anh chị em, ngoài đời cũng thế, trong đạo cũng vậy. Mà trong đời tu cũng thế thôi. Cũng có những lời hướng dẫn đường mật ngọt lắm. Mở ra nhật ký Phố Sư Na ra, thứ 2-34 tôi vẫn đọc cho anh chị em nghe đó. Trong chuyên mục là sống đúng, sống đẹp đó. Satan nó rỉ ron, nó nói với Faustina: Chúa tôi đừng có dạy, mày đừng có nói gì về lòng thương xót hết á. Đừng có nói, đừng có đụng đến cho nó. Đó là cấm kỵ nha. Rồi là cái gì cũng được, cứ như những đứa tu khác bình thường khác đi. Bề trên sẽ thích thôi, chị em sẽ thương thôi, rồi cũng lên thôi. Nói đụng đến lòng thương Chúa là chết chạc. Bao nhiêu sự khó nó đổ đầu. Đến mức độ mà một sư bề trên phải nói với Faustina là: tôi thấy có bàn tay của Chúa nhúng vào cái chuyện này đó. Chứ sao mà chị chịu nổi. Cứ bước đi bước là bước đi bước khó khăn nó trồi lên, bước đi bước khó khăn nó trồi lên, bước đi bước khó khăn nó trồi lên. Sao mà chị chịu nổi. Tôi thấy lạ, có bàn tay của Chúa nhúng vào đó. Thì thưa anh chị em, đấng dạy người những điều bổ ích, đấng hướng dẫn người trên đường người đi. Nhưng mà giả như người lưu ý đến mệnh lệnh của ta, nếu mà người thực thi mệnh lệnh của ta thì sự bình an của người sẽ chan chứa như dòng sông. Sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển. Mà theo lời Chúa thì không có giàu. Chúa đâu có bảo là nếu ngươi lưu ý mệnh lệnh của ta thì ngươi sẽ được nhà cao cửa rộng. Chúa đâu có nói vậy. Nếu ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của ta thì vinh hoa phú quý, vợ đẹp con khôn, rồi được mọi người lên chức, đi tu cũng có chức mà ngoài đời cũng có chức. Chúa không nói như thế. Chúa chỉ nói là sự bình an thôi, và Chúa chỉ nói là sự công chính thôi. Người công chính là người nghe lời Chúa và sống theo lời Chúa. Thì cái sự bình an
Mà Chúa nói rằng thế gian không ban tặng được bình an ở cái lương tâm của mình, bình an ở cái là mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, có sự bình an. Mà Chúa nói rằng là giữa bao nhiêu khó khăn thử thách, ta không hứa là cất đi những khó khăn thử thách, nhưng mà ta hứa là ngươi sẽ đến nơi bình an, chứ không phải là đi đường không gặp khó khăn thử thách. Vẫn nguy hiểm, vẫn khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ đến bến bình an. Mình thì cứ tập cuối thì mới là nhân vật chính mới thắng, còn suốt bao nhiêu tập đó chảy chuỗi hết thất bại này đến khó khăn kia, bị người yêu phản bội, bị bạn bè bắn đứng, bị ngay cả thầy của mình là quân tử giả lừa cả học trò. Tập cuối chưa hết mà. Hả? Sao cứ thích vội vàng, tính tôi thì cũng sốt ruột lắm, coi tập cuối trước. Vậy hết hấp dẫn, hết hay rồi phải không? Hết hay rồi. Mà Chúa không cho mình coi tập cuối. Mà mình chỉ biết chắc một cái điều là tập cuối là gì? Tập cuối là ai tin tưởng vào lòng thương xót của ta, ai đi loan truyền lòng thương xót của ta thì giờ ra đi. Tập cuối đó là giờ ra đi trong bình an, chứ không phải là trên đường đi toàn là bình an, không có. Mà giờ cuối cùng là giờ ra đi trong bình an. Có người nói, cho biết chuyện ông Tròn ở bên giáo điểm tin mừng, ông mới mất, không biết. Ông mất đột ngột quá chà. Ông đang nằm ngủ rồi, 12 giờ đêm mà vợ thấy ông lạnh ngắt rồi, đang thức thì thấy ông đi rồi. Mà ông đi bình an đó. Ông đi bình an. Tại vì cả cuộc đời ông đã tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, ông vẫn cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Chúa cho ông đi bình an đấy. Chứ không phải là bảo là chết dữ, không được lệnh ăn mày các phép. Cho dù mình có ăn mày các phép mà cả cuộc đời của mình không tín thác vào Chúa, giờ cuối thấy đầy đủ các nghi thức, nhưng mà chỉ là nghi thức thôi, lòng nó không tín thác vào Chúa, thì nghi thức nó có nghĩa lý gì không? Bí tích có nghĩa gì không? Nếu mà họ không tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, cả cuộc đời không tín thác vào Chúa, không theo đường lối của Chúa. Nếu như vậy thì dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cái ngươi sinh ra hàng ngàn sa số, và tên tuổi ngươi chẳng bao giờ bị hủy diệt. Ai cũng thích để lại lưu danh hậu thế, làm cái nhà thờ, làm cái công trình, làm cái trung tâm, làm cái đền đài, làm cái tượng gì gì vân vân, chỉ để cho lưu danh hậu thế, để tên tuổi mình người ta nhìn, người ta nhớ đến. Tôi đi bao nhiêu công trình nhìn thấy, giờ có ai nhắc đến người làm đâu. Mình làm để lưu danh hậu thế thì uổng quá. Chúa nói thế gian đã thưởng công hết rồi, uổng quá. Công cốc dã tràng xe cắt biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, vì người ta đã trả công cho ngươi hết rồi. Chúa nói thích để lại dấu ấn, thích lưu danh hậu thế, bia bảng vàng khắc tên các thứ để làm cái gì? Quan trọng là Chúa nói tên tuổi ngươi chẳng bao giờ bị hủy diệt, chẳng bao giờ bị xóa bỏ khỏi mắt ta. Không bị xóa bỏ khỏi mắt Chúa, chứ còn mắt thế gian mà. Nó nhìn cái bảng to đùng, hoan hô vỗ tay, mình đứng lên khắp cắt băng khánh thành, rồi được đọc bài diễn văn, ngợi ca sông Hương, mình nghi ngút. Cuối cùng Chúa bảo này, đi đâu với lòng? Bảo thưa cha, thưa Chúa, con đi vào nước Chúa chứ còn đi đâu. Hôm giờ mày đi đâu, giờ mày mới vô đây? Bảo hôm giờ con mắc đi, con làm này để lưu danh hậu thế, để người ta nhớ đến tên con, để lúc mà con chết thì người ta còn nhớ chứ Chúa. Chúa nói sao vậy, con làm con không ghi tên thì không lưu danh hậu thế, rồi con về với Chúa rồi ai nhắc tên con? Ủa vậy hả? Con nghĩ vậy hả? Đây, ngó xuống thử coi.
với những người mà họ tung hô, những người đọc diễn văn, những người chúc tụng gì họ lại thấy, ủa tên ai vậy Chúa? Đó, ta có mới, nơi cũ thôi con ơi. Con cứ tưởng tên của con là lưu danh hậu thế mãi à? Còn lâu. Bây giờ thì làm sao? Thì trong này có tên con không? Cũng không luôn. Sao vậy Chúa? Thì con lưu danh hậu thế thì con lưu danh vào kia chứ con có gửi tên con lên trên này đâu mà. Gửi tên lên thiên đàng thì mới có tên chứ, bây giờ con được tên tuổi được ghi trên bảng vàng, trên sổ vàng, trên sổ đại ân nhân, rồi trên những công trình ghi tên con hết rồi. Dấu ấn của con nó khắc ghi ở trên đó rồi, chứ con đâu có tí nào trên thiên đàng đâu. Ơ hay kìa. Lạy Chúa như vậy hả? Chứ sao? Chứ sao? Cứ tưởng là được lời lãi cả thế gian là được rỗi linh hồn nữa ư? Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn đấy. Tên việc không thấy đâu cả, ta mở sổ. Sổ Long Thư Xót chẳng thấy Trần Đình Long đâu cả. Chỉ thấy sổ vàng ghi tên con, rồi công trình này ghi tên con, đền đài kia ghi tên con, ghế, bàn, tượng gì toàn ghi tên con không. Thôi chết rồi, tiêu rồi. Tiêu rồi, về sao giờ Chúa? Đó, tôi ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ, gọi lũ khác và bảo, tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Chúa nói mà không chịu nghe. Chúa bảo mà không chịu làm. Chúa nhắc nhở mà không chịu tỉnh thức. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Để khi mà thổi sáo thì phải nhảy múa. Hát đưa đám thì phải khóc than. Chúa bảo tỉnh thức và cầu nguyện thì lại cứ ngủ mê thì làm sao? Chúa bảo rằng là đừng cho tay trái biết việc tay phải mà cứ cho cả thế gian, cả thế giới biết tên tuổi mình, cả cộng đoàn biết tên mình thì là sao? Chúa bảo rằng là hãy bỏ mình mà đi theo Chúa. Bỏ mình mà tên mình còn ghi đầy trên đó thì là ăn thua gì đâu. Hey à, bây giờ sao giờ Chúa? Đó, con thấy không? Ta đây nè. Ta đây nè. Mà cũng chẳng làm vừa lòng người ta nữa mà. Người ta chỉ khen thế gian miệng lưỡi đó thôi con ơi. Gioan đến không ăn không uống thì nó bảo là ông này bị quỷ ám. Sống khó nghèo, sống hy sinh, sống ham mình, nó bảo bị quỷ ám. Còn ta đến ăn uống như vậy, bình thường sống như mọi người, giữa mọi người, thì lại bảo là tay này ăn nhậu bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Có chịu được hay không? Ta là đấng thánh. Ta là đấng đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ta đến ta tìm, ta cứu chữa nó. Thì nó bảo là bạn bè đàn đúng với quân thu thế và phường tội lỗi. Vì nó cho rằng nó đạo đức, nó thánh thiện. Đáng lẽ nó cũng phải đi với ta, nó đi tìm kiếm cứu chữa những quân phu thế tội lỗi chứ. Không vào trong hang hùm sao bắt được cọp con. Phải vào, đến tìm cứu chữa cái quân phường tội lỗi và thu thuế cái phường đó đó. Ta, mục đích cuộc đời của ta là đi tìm kiếm cứu chữa những gì đã hư mất. Tại sao nếu mà con bảo rằng con đạo đức, con tốt lành, con thánh thiện thì ta không đi tìm mà cứu chữa những người đó đi. Mà con lại loại trừ họ vì họ là người tội lỗi, còn con là người thánh thiện, là người đạo đức. Vì thì ta đến để làm cái gì đây? Con không cần ta mà. Con đạo đức, con thánh thiện nữa mà. Ta thổi kèn mà con đâu có nhảy múa. Ta hát bài đưa đám mà con đâu có khóc than. Ta bảo sám hối mà con bảo con đâu có tội gì đâu phải sám hối. Bảo phải tỉnh thức, con bảo tỉnh thức làm gì cho nó mệt. Bảo cầu nguyện, con bảo là bàn tay ta làm nên tất cả, cầu nguyện làm chi. Rồi xong phim. Hết thuốc rồi. Thấy chưa? Con thấy ta đi mà còn, nó còn đối xử như vậy mà. Trên con đường lòng thương xót Chúa là con đường khổ giá, con đường qua thập giá đến vinh quang. Mà con cứ đòi đến vinh quang mà không qua thập giá. Nhưng mà đừng có lo, đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Nói gì thì nói, hãy chứng minh bằng việc làm, bằng hành động. Người ta cần những chứng nhân hơn là những thầy nói.
Mà nếu người ta tin vào những thầy giảng thì những thầy giảng ấy là chứng nhân. Ta cùng thinh lặng cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng con trong những ngày tĩnh tâm này được lắng tâm hồn lại, nghe Chúa nói với chúng con hơn là nghe những lời của thế gian, như lời đường mật, những lời rủ rê, đem lại lợi ích, đem lại danh vọng, đem lại quyền lợi, đem lại chức tước cho chúng con. Đó là những con đường thanh thang rộng rãi đi đến diệt vong. Con đường lối của Chúa là con đường khổ nạn, con đường thập giá, con đường lòng thương xót Chúa là con đường thử thách gian nan. Nhưng con đường ấy mới đưa đến hạnh phúc đời đời. Con đường ấy mới cho chúng con được sự bình an như cuộc sống đầy những khó khăn, thử thách và cám dỗ này. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nạm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tràn ngập